phụ có 12 có 13 con chim sư phụ, nó đang múa đẹp lắm đây sư phụ. Thì ở đâu thường thường á. Đây ấy cứ quay rồi. Đâu rồi. Quay không được, nhỏ quá. Ngay trên kia luôn. Chim với bò với vịt nó thơm không không? Chim với bò vậy. Sáng sớm sư phụ phải lên trên điện cha ngồi thiện chánh một mình, rồi xuống đây mình nói chuyện có một số người chưa tới, không được. Bây giờ mình ngồi đây đây mình vui, chư thiên với mấy gì sáng cũng vui, mấy chư Phật cha mẹ, rồi sáng có mấy anh mấy chị của sư phụ xuống đông lắm, rồi ở dưới thủy cung có ông Long Dương rồi tới mấy gì như nước lên chúc mừng chúng ta có 6 năm thành lập đạo. Đó ở trên nói phải cho bụng nói nha, để mấy vị nói là chúc mừng chúng ta 6 năm thành lập đạo Thiên Tâm. Rồi lúc đó cha thì dặn cho phụ nói với mấy đứa con á, cha mình á, cha nói là mấy con phải vững lòng tin, đừng có giống như là sao lãng. Tại vì cái gì nó tu là một đời, mình chịu khổ một nửa đời người, mình còn nửa đời người đúng không? Những đứa con giống còn có 1/4 đời người nè. Già thì còn 1/4 không đó, chỉ còn có 1/10 à. Đúng không? Thì có nhiều người còn ít còn nhiều, nhưng mà mỗi một giây một khắc, chúng ta đừng có nôn nóng, cũng phải bình thường. Cứ người mình cứ nghĩ là giống như mình là người đang cầm ống dòm, bỏ ống dòm để coi mỗi một ngày cái thế giới nó biến chuyển, nó biến chuyển từ xấu, càng xấu chừng nào. Mình dĩ nhiên mình là con của trời thì cái tâm mình từ bi, mình đau lòng, nhưng mà càng đi đến cùng cực chừng nào thì một cái ngày mà khởi đầu của tận thế là ngày đó có chết chóc, thì cũng là ngay ngày đó hội đồng chư Phật và cha đã đặt xuống một cái nền thống trị của quả địa cầu này thịnh vượng 3.000 năm rồi, nên là
bắt đầu cái đạo ra đời năm 2017 là lúc đó chưa có chuyện gì xảy ra nhiều đúng không? Thì là ở trên cũng đã tính cho cái ngày hậu của tận thế. Chúng ta hôm nay đã qua gần 7 năm trong kinh Khải Huyền á. Nó nói là 7 năm lận đận lao đao, ai là đạo công giáo trong này ta? Hả? Có 7 năm phải không? Ở thứ tư ra ngồi xa gì ta? Thì có 7 năm, bữa nay mình đã 6 năm rồi đúng không? Từ lúc nghe thành đạo bây giờ là 6 năm. 7 năm. Thì sư phụ cũng như các con đó chỉ biết được 80-90% về cơ trời. 20% thì của cha của mẹ với hội đồng chư Phật quyết định. Thì tính theo á là ông Đạt La Đạt Ma có cái clip thuộc nói hôm nay nhắc lại một chút. Là ông cũng mong Trung Cộng chia 5-7 để ông trở về quốc gia của ông. Sư phụ cũng mong nước Việt thay đổi để cho phụ đem 6 triệu chim hiền về. Sư phụ không về á, người ta không có lòng tin với Việt Nam đâu đó. Mỹ cũng không có lòng tin nữa đó. Thì cái nước Việt mình được cứu. Thì hai người đầu thai xuống thế gian này, một người là Bồ Tát, một người là con của cha, cũng cùng có một cái ước nguyện giống nhau. Chỉ có khác con cá là sư phụ còn đi đứng được, ổng là 80+. Nhưng mà ổng cũng đã từng tuyên bố trên mạng là ổng là người cuối cùng lãnh đạo nước Tây Tạng đúng không? Thì cái ổng ra Bồ Tát, ổng đã biết được ổng là người thống nhất lại nước Tây Tạng, đưa người Tây Tạng lưu vong khắp hải ngoại về trở lại đất mẹ của ổng. Mà ổng 80+ thì hơi đâu mấy con phải nôn nóng. Ý giờ cũng muốn đem so sánh này vậy đúng không? Chứ không còn sờ sờ ngồi đây mà. Thì mình cứ an tâm, cứ nhìn ông đó thì mình mới biết chuyện của mình thôi. Tại vì nước Việt với nước Tây Tạng là hai nước có sứ mệnh. Một bên có sứ mệnh với Phật, bên sứ mệnh với trời. Nước Việt mình là có cái đạo, đạo trời. Bên kia thì đều có sứ mệnh là đem gieo duyên Phật khắp thế giới. Thì từ đó đó, hai người cùng một cái nguyện ước giống nhau, nửa đời nửa đạo, ổng nửa đời nửa đạo, ổng như thế con ổng được là nhiều đệ tử hơn cho phụ không. Rồi cái phụ thì vậy nè. Thì bởi vậy cho nên mình không có gì phải nôn nóng. Thì ý mình nói là cái thời thế này đó, là chí mà Trung Cộng mà chiến tranh Biển Đông á, khi nó sụp á, tất cả những cái nước nó sẽ... Con mới ngủ thức dậy hả? Thôi cho con hộ à, chắc con cũng sắp hết viên với núi hay gì á, ta ở đây từ sáng giờ con mới tới. Cái có nghĩa là... Biến sao? Khi Trung Cộng mà sụp đổ, nước Việt cũng sẽ tự tách ra, tự ai nấy lo nha. Thì Tây Tạng cũng tự Tây Tạng lo, Mông Cổ tự Mông Cổ lo, Tân Cương tự Tân Cương lo, Hồng Kông sẽ tự Hồng Kông lo. Rồi trong nội địa nữa. Thì đó là lý do tại sao lúc nào thì cũng bảo đảm là Trung Cộng chia 5-7. Chứ nói vậy thì cũng nói vậy thôi. Thì nước nào tự thống nhất nước đó. Chỉ có Hoàng Sa Trường Sa đó là mình phải tự ra mình lấy lại trong lúc mà biến động. Vì đứng một bên là sư phụ cứ niễn về hướng này quá. Cái quốc tế nó không có lấy lại cho mình. Tại cả quốc tế thì cũng mấy cái đảo, mấy cái chuyện của mỗi quốc gia nó đâu có xen vô nhiều đâu. Thế giới người ta lo chuyện lớn, người ta không có lo mấy cái chuyện của... Thiên dân ngộ ta. Đâu rồi? Quên tao nói gì đây sư phụ? Bây giờ nếu mà hiện giờ cao độ
đồ mà nằm đây mà hít gió được ba cái này. Hít đất, hít đất, hít đất. Hồi nãy đang quay sơ tự nhiên nó nhảy lại 11 phút mà mấy cái vợ đâu mất. Anh quay quanh lại thấy tự động nó chạy lại với mấy mấy sao có gì anh sợ mất hết em bận lắm. Không sao thì em nắng quá em cứ đứng thì chiều mát đi đầu chai mỏng rồi đang đâu. Ủa chưa quay chưa thấy quay làm lại chưa quay dẻo kìa. Làm lại là về trời sớm.